Xin chào các bạn, trong những bộ phim về nhà Thanh, hoàng tử rõ ràng có một cuộc sống rất sung sướng, nhưng sự thật phía sau lại khắc nghiệt hơn nhiều. Một khi đã mang chân mệnh thiên tử thì đến mẹ đẻ cũng không được phép gần gũi. Không ai được phép nuôi dạy con của chính mình. Đó là quy định của triều đại nhà Thanh trong việc nuôi dạy các hoàng tử. Sau khi đầy tháng, hoàng tử buộc phải rời xa mẹ để người khác nuôi nấng. Họ chỉ được gặp mẹ những dịp đặc biệt mà thôi. Các hoàng tử sẽ có một đội ngũ gồm khoảng 40 người để phục vụ. Riêng vú nuôi có 8 người, những người còn lại phục vụ giặt giũ và cơm nước. Sở dĩ có điều này là do nhà Thanh được cai trị bởi người Mãn Châu. Đây là một bộ tộc thiểu số ở Trung Quốc. Họ vốn là những người du mục nên họ ủng hộ sự dũng cảm và độc lập. Việc tách khỏi mẹ ngay từ khi còn nhỏ, tránh sự yêu thương che chở của mẹ sẽ góp phần hình thành và duy trì sự kiên trì dũng cảm của từng cá nhân cũng như của cả quốc gia. Đặc biệt khi mang trong mình chân mệnh thiên tử thừa kế ngai vàng, hoàng tử càng phải được nuôi dưỡng kỹ càng và công phu khác hẳn với những đứa trẻ thông thường. Tất nhiên mất đi tình yêu thương gần gũi của mẹ là sự đánh đổi để giành lấy ngai vàng. Và dù không được gần gũi con, nhưng bất cứ phi tần nào cũng mong muốn con mình được nối ngôi. Việc tách biệt khỏi mẹ cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hệ lụy quyền lực từ việc cùng huyết thống. Hoàng tử được người khác nuôi nấng sẽ khiến tình cảm giữa mẹ và con không sâu đậm. Khi thừa kế ngai vàng, họ sẽ không dành quá nhiều ân sủng cho mẹ, tránh sự lộng quyền của hoàng thân quốc thích đối với việc triều chính. Hoàng đế nhà Thanh là những người vô tình bậc nhất thiên hạ, và chắc chắn Càn Long là một người rất nổi tiếng, là một minh chứng hùng hồn nhất khi ông hoàn toàn xem nhẹ tình cảm, thậm chí là tình cha con. Đối với Càn Long có vô số thê thiếp mà nói, gia đình chính trị không hề có nhiều tình thân ruột thịt. Tất cả mọi thứ xuất phát đều từ việc gia tăng quyền lực. Từ sự kiện cửu tử đoạt đích trong thời Khang Hy đã khiến Càn Long cảnh giác cao độ việc này có thể tiếp diễn. Vì thế ông đã mở ra chế độ quản giáo với áp lực vô cùng cao dành cho các hoàng tử. Tuy rằng chế độ này đã tránh được bi kịch tranh giành hoàng vị sau này, nhưng cũng để lại mầm mống tai họa cho những người kế nhiệm tiếp theo như là Gia Khánh hay là Đạo Quang. Họ dần trở nên bất tài, không còn năng lực để gánh vác triều chính, từ đó khiến triều Thanh dần đi tới diệt vong. Các con trai của Càn Long dưới sự quản thúc áp lực của ông, không chết thì cũng ngẩn ngơ, thậm chí có người còn giả ngốc giả điên để tránh tai họa đổ xuống đầu mình. Càn Long có tổng cộng hơn 40 người vợ, nhưng chỉ có 17 hoàng tử và 10 công chúa. Do hoàng đế sống thọ tới 89 tuổi nên hậu thế của ông cũng rất đông. Theo thống kê có hơn 100 người là cháu chắt chít ra đời khi ông còn sống. Quả thực có thể được coi là một đại gia đình ngũ đại đồng đường. Trong 17 vị hoàng tử của Càn Long có 7 người đều chưa tới 10 tuổi đã qua đời do bệnh nặng và 3 người thì chết yểu. Cũng có những người được cho anh em họ của Càn Long nhận làm con. Và vì thế đến cuối cùng Càn Long chỉ có thể lựa chọn người kế vị trong số 5 người con còn lại của mình. Người mà Càn Long yêu thích nhất là Phú Sát Hoàng hậu. Bà còn là đích thê, tức là chính thất đầu tiên. Cả hai người con trai do bà hạ sinh đều từng được Càn Long ưng ý và chọn làm người kế vị. Trong số này có hoàng tử Vĩnh Liễn, nhưng Vĩnh Liễn qua đời khi mới 9 tuổi. Vĩnh Liễn trước đó được định làm người kế vị khi mới 7 tuổi. Việc Vĩnh Liễn có thể trở thành một vị vua anh minh hay không là điều vô cùng khó nói. Nhưng Vĩnh Liễn chính là con trai đích tôn của hoàng đế. Sau khi Vĩnh Liễn qua đời, khoảng 10 năm, Càn Long không hề lập những người con trai khác làm thái tử. Mãi cho tới cuối năm Càn Long thứ 12, con trai thứ hai của Phú Sát Hoàng hậu là Vĩnh Tông cũng qua đời vì bệnh đậu mùa, thì Càn Long mới tiết lộ ý định, cũng định đưa Vĩnh Tông làm thái tử. 3 tháng sau khi Vĩnh Tông qua đời, Phú Sát Hoàng hậu cũng quy tiên. Càn Long có muốn lập con trai của Phú Sát Hoàng hậu làm thái tử cũng không thể được nữa, và việc lập thái tử cũng bị trì hoãn gần 30 năm. Đầu năm Càn Long thứ 40, khi ấy Càn Long đã 65 tuổi, lúc này ông lại có ý định lập thái tử, nhưng lúc này ông chỉ có thể lựa chọn một số người kế vị trong các hoàng tử là Vĩnh Tuyền, Vĩnh Tinh, Vĩnh Diễm và Vĩnh Lân. Những người khác đều đã qua đời hoặc được quá kế cho các vương gia khác. Và trong số này, người duy nhất khiến Càn Long hài lòng chính là Thập Ngũ A Ca, Vĩnh Diễm. So với các anh em khác thì ông là người có phẩm hạnh và học thức, văn võ song toàn. Đến cả các quan đại thần cũng cảm thấy ông hành sự trầm tính, chắc chắn, tính tình cương trực. Cho dù ông không đạt tới tiêu chuẩn cao của Càn Long, nhưng xét về điều kiện khách quan, Càn Long cuối cùng chỉ có thể chọn ông làm người kế nhiệm. Đây cũng chính là hoàng đế Gia Khánh sau này. Càn Long đã vô cùng coi trọng việc giáo dục con cháu. Một mặt yêu cầu học hành thật tốt, trở thành người có tri thức, lễ phép, giáo dưỡng, văn hóa. Mặt khác cũng muốn tránh việc huynh đệ tương tàn, tranh giành hoàng vị như thời cha ông là vua Ung Chính. Vì thế Càn Long quy định tất cả các bé trai trong hoàng gia cứ lên 6 tuổi là bắt buộc phải đi học. Hơn nữa mỗi ngày đều phải tới phòng học, lên lớp đúng giờ.
Những thầy giáo đứng lớp đều là những học sĩ có kiến thức uyên thâm, ưu tú trong nội các và viện Hàn Lâm, đồng thời còn cử các quan đại học sĩ làm tổng sư phụ. Mỗi ngày khoảng 5 cho đến 7 giờ sáng các hoàng tử, hoàng tôn lên lớp, giờ thân tức là 3 cho đến 5 giờ chiều thì tan học. Ngoài ra còn có các võ quan dạy các hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung, các quan viên Mãn Mông dạy tiếng Mãn. Khi lên lớp, các hoàng tử không được phép tùy tiện rời khỏi phòng học. Nếu có việc phải ra ngoài thì bắt buộc phải báo cáo. Năm Càn Long thứ 35, có một lần Vĩnh Tuyền chưa báo cáo đã tự ý rời khỏi phòng học. Không những Vĩnh Tuyền bị trách mắng thậm tệ mà các sư phụ, thầy giáo đều bị cho là không có trách nhiệm cho công việc. Càn Long một lòng một dạ muốn dùng phòng học để khiến các hoàng tử thu thân dưỡng tính. Ông sợ các hoàng tử hành động quá tự do sẽ kết bè kết phái hoặc dùng thân phận cao quý của mình ra ngoài làm chuyện ác, như vậy sẽ tạo thói quen ngang ngược, hống hách. Càn Long từng nói với các thầy giáo trong Thượng Thư Phòng rằng phải biết đạo lý làm người, phải làm việc có quy tắc. Vì thế ông vô cùng căm ghét những hành vi vô kỷ cương, phép tắc của các hoàng tử. Thế nên các hoàng tử, dù tuổi tác có lớn đến mấy, đều chỉ có thể ngoan ngoãn học hành trong phòng học, không được giao thiệp với thế giới bên ngoài, chẳng khác nào giam lỏng. Là con trai của Càn Long, có lẽ là việc nguy hiểm nhất, đau khổ nhất ở trên đời. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất đầu như chơi. Thập Nhất AK Vĩnh Tinh đành phải tránh họa bằng cách giả khùng giả điên, từ đó tránh xa tầm ngắm của Càn Long. Áp lực mà Càn Long dành cho các con trai của ông có thể lên tới ép buộc, áp bức. Đối với Càn Long mà nói, tình thân hoàn toàn không thể so sánh với chính trị. Con trai nhẹ tựa lông hồng, xã tắc mới nặng tựa Thái Sơn. Sau khi giấu tên của Vĩnh Diễm, tức là vua Gia Khánh sau này, Càn Long đã cầu nguyện trên thiên đàn rằng nếu người con này có năng lực kế thừa đại nghiệp quốc gia thì mong thần linh phù hộ cho người này làm việc có thành tựu. Nếu như không phải là hiền tài thì mong hãy cho cậu đoản mệnh mất sớm, không được kế thừa đại nghiệp làm hại xã tắc. Quả thực đối với Càn Long, tình thân chẳng là gì so với chính trị xã tắc, và làm hoàng tử cũng chưa chắc đã sướng, giống như những câu chuyện hay những tình tiết ở trong phim được tô vẽ lên. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về cuộc sống của một hoàng tử thời nhà Thanh. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Đừng quên để lại những gợi ý, những đề xuất về các chủ đề có thể thực hiện trong tương lai. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt